tiếng Áo. Ok, xin chào anh em đã trở lại với kênh Dư Khải nè mày. Hôm nay thì Khải sẽ soi sơ đồ của Nghe Mì Kiếm, một trong những Nghe Mì Kiếm cho đến thời điểm bây giờ thì cũng lên top tông kim thành em trong bang. Ừ thì Ngáo anh em cũng biết rồi, kiểu Duy nha anh em. Cho anh em sơ đồ của Duy nha anh em. Hôm nay thì Duy đánh được 214 mạng và 101 nửa sơ và 21 liên chạm. Đó. Đây anh em, hiện tại Duy đang sở hữu mình một cây kiếm sát thương 29 và sát thương 61%. Cái kiếm này vào tông kim cắn lắc đặt móc 178 anh em. Không lên được 201 chỉ được 178 mà thôi. Đây. 158 chứ, nhưng được 158 chứ, tại vì mặc định của Nghe Mì là 65. À mặc định của Nghe Mì là 85. 85 ngoại công, càng cắn phi tốc lệnh bài được 185. Rồi, đang sở hữu một cái gia truyền kiếm phong. Một cái nón kháng lôi cao sinh lực một lực. Một cái kháng họ quân kháng băng 40. Một bao tay làm chậm 40. Ngọc bội kháng lôi. Nhẫn kháng lôi và đai lưng làm chậm 40. Tính ra đạt này được 80 chậm anh em, từ bao tay và đai lưng. Hiện tại nhẫn này cũng kháng lôi 19 luôn. Một đôi giày kháng lôi 30. Tính ra thì lượng kháng lôi khá là nhiều nè anh em xem này. 26. Rồi 30. Rồi cái này 19, 19, 19. Rồi này kháng cả nên thì lượng kháng lôi này cũng được trên 75 đó nè. Nói chung là sách đồ này cũng khá là tương đối nè. So với hiện tại bây giờ thì Nghe Mì này cũng dạng là gọi là ok nè. Đỡ mình nô một này nọ thì không dám nói nè. Tầm này sẽ vào đồ xanh mà, đồ tím chứ. Đồ tím mà tầm này chỉ mới cái 10 ngày thôi nè. Những cái 10 đồ xanh như thế này khá là tương đối thôi nè. Đỡ mà mắt pin hơi khó. Đúng rồi, đạc này thử, ừ thì ngáo nha nè, mày của Duy nha nè. Nghe Mì Kiếm mọi người hôm nay được top 8 ấy. Quá khác. Rồi, anh em xem thích video nào thì comment ủng hộ lại, rồi Khải sẽ soi lần lần nha nè.